tốn hơn 400 nghìn cho mấy cái kẹo sáp này. Hay mọi người, theo như dòng sự kiện thì hôm nay mình sẽ Zhu La Ping Tan Lai Lo. Đã tìm ra loại kẹo sáp. Mấy bữa giờ toàn lướt rồi toàn thấy mấy clip ăn kẹo sáp này nè. Tôi cũng tò mò. Mấy bà cũng kêu tôi ăn kẹo sáp thử đi. Giờ tôi mua nè. Vừa làm mấy người chưa? Kẹo này có vẻ cứng. Hai ngày trước tôi vừa mới đi chém răng xong đó. Nhìn nè. Giờ mọi người bắt tôi ăn kẹo sáp mà tôi cũng chịu. Mà nó mắc quá à. Nguyên đống này là hơn 100 ngàn á. Tính cả ship nữa là 130, gần 150 luôn. Nghe nói kẹo này là nhai ở ngoài xong rồi nuốt cái siro ở trong á. Nuốt cái sáp ở ngoài cũng được nhưng mà nó khó tiêu. Thử cắn khúc này ha. Nó sẽ có siro ở trong đây. Để thử cái cục khác á. Mùi tôi nghe mùi đường nhiều lắm mấy bà. Mùi ngọt á. Nó phải nói là một cách là ngọt điếng người. Chắc là do tôi dạo này già rồi nên tôi không có hạo ngọt nữa mọi người. Là do cái vị của tôi nó không có hợp mấy cái này. Tôi vẫn thấy nhiều người khen á. Chắc là do hợp gu mọi người. Không phải tôi chê nha, ăn cũng ok nhưng mà nó hơi ngọt quá. Hơi tiếc tiền chút. Hơi